em mời cô bé thật là xinh tươi lên đây. Đó. Em chọn đó. Chọn nha. Anh mở luôn đi. Mà khó quá là em làm á. Hồi hộp quá, cái gì trong này á trời ơi. Sợ quá, không biết bắt mình làm gì đây. Đem cầm cái nắp cho. Thích nhất là đi bán vàng. Vàng lên giá, thích nhất là bán vàng. Cái gì? Tan 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 tan. Đứng hình á. Anh đưa cho em mượn coi. Đứng hình luôn à. Anh cho em coi cái kiểu tóc anh chút. Tóc là tóc bình thường hả? Bây giờ em hỏi anh là anh có muốn làm tóc là cũng phải ra tiệm làm nha. Ra tiệm làm đúng không? Vậy thì bây giờ hồi đó giờ anh có vào vai một cái người mà thợ cắt tóc hay là hớt tóc gì chưa? Hình như là có một lần á. Có một lần đóng chung với Hồng Vân hay ai đó mà làm xong Hồng Vân la làng quá. Cắt lộn đóng ta. Vậy thì hôm nay sẽ là một bất ngờ và thú vị đây khi mà anh Minh Nhí sẽ vào vai thợ làm tóc. Trời ơi, gặp quỷ. Trời ơi. Oh, beauty salon. Em. Trời đất ơi, giờ này xong dọn dẹp hả? Xong đi dọn dẹp, quét tóc, quét tai rồi đi. Sao tự nhiên không chịu làm gì hết trơn rồi? Cuối tháng đòi lương hoài. Xin lỗi, chú bé đi đâu vậy? Trời ơi. Trời bé đâu bé. Cái tướng là tướng học sinh, nhưng mà nhìn kỹ đi, cái mặt là mặt phụ huynh nè. Thôi, mấy ngày nay là tôi bực mình lắm nghe chưa. Tôi đang tuyển thợ lại vô đây để mà làm tóc cho cái tiệm của tôi nó rực rỡ lên. Mà mấy ngày nay không có ai làm cho tôi vừa lòng, mà tôi đâu không có khó tánh đâu. Bữa nay đi đâu đây, xin việc đúng không? Ủa, cái tiệm này tiệm của em mà chị. Tiệm này tiệm của em chị. Chị lộn xong rồi chị ơi. Ủa sao kỳ vậy, không lẽ là đây, không lẽ sáng sớm tôi gặp thằng khùng sao trời. Nhà tôi, chủ quyền của tôi, tiệm tôi mở đi 20 năm rồi mà tự nhiên nó bước vô nói tiệm của nó. Ôi, vậy là cái này tiệm của chị hả? Vậy là quy định cái này tiệm của chị hả? Nãy giờ em lộn, em đâu biết đâu. Em tưởng là tổ chức, ban tổ chức quy định cái tiệm này của em. Đâu đó? Dạ, giờ em đi ra, em bắt đầu vô em xin việc. Cho nó đúng cái quy định. Đi đâu vậy con? Dạ, con chào bà. Con tìm ai? Dạ, ở nhà cô đây là tiệm uống tóc nha con. Chứ không phải là đây là cái tiệm mà coi như là vô để mà con trưng bày quần áo. Con thấy ở ngoài kia để cái bảng tuyển thợ uống tóc. Con xin vô đây con làm việc. Làm dạ. Việc gì ăn mặc gì mà chói chang vậy? Dạ, thợ uống tóc giờ là phải đi sai ăn mặc vậy đó. Dạ, dạ con có thời gian nói chuyện nhiều với con nha. Cô chỉ cho con 5 phút thôi. Dạ. Đó, bây giờ con làm sao á là con làm một cái đầu để cô tính cô dễ lắm, cô không khó. Dạ. Người ta làm tiếng đồng hồ, nửa tiếng hay là 15 phút, cô với cô chỉ cần 5 phút thôi là có một cái đầu, nghĩa là vừa hợp ý cô. Rồi, bé ba. Dạ. Dạ, dạ, coi như con thử việc. Dạ, để con cắt tóc cho cô coi ha. Bé dạ. Ba nhanh lên cô. Cô ơi cô, nếu mà con làm được cô cho con làm nha. Thì dạ. Đương nhiên rồi, cô dạ, đang con, tìm con người con lãnh lương mỗi tháng ít lắm cô, dạ 15 triệu thôi ạ. Trời ơi, trời ơi. Đây, bây giờ vậy. Dạ. Nè, con thấy cô không? Đó, đấy không? Bây giờ vậy, con làm sao mà chỉ trồng 5 phút thôi là cho cái cô này trẻ ra còn 16 tuổi. 16 tuổi thôi, chỉ là thay đổi cái tóc thôi là 16 tuổi nha. Khó, khó cô, khó cô. Dạ, con làm từ cái tuổi này mà lên 66 thì được. Dạ. Đi bước ra. Đi đi bước ra. Dạ dạ thôi dạ, 5 phút làm 16 trời ơi. Làm sao mà giống y như là người ta gọi là phù thủy ngồi trên cây kéo. Rồi làm sao đi. Có làm được không? Vô đi cưng mấy ba. Bắt đầu làm đừng nói nhiều. Không làm ngồi xuống tôi làm à. Dạ dạ em làm chị. Bữa nay mấy chị hay quá. Mấy chị âm thầm không báo cho em biết.
Mấy chị nhận lời âm thầm không báo em biết. Nhanh lên, nhanh lên, tôi không có thời gian. Dạ em biết rồi, dạ con biết rồi má. Trời dạ. Ơi, con nít con nôi gì mà đi vô đây rồi cười hoài vậy? Nó vô xin việc mà sao cười hoài vậy? Kệ nó khùng khùng vậy mình cũng vui cơ. Kiểu mình coi tao khó tính quá, mày khó tính quá, khách tao cũng vô có thằng khùng vậy được. Đó, vô mà làm hề luôn. Dì ơi dì, con thấy là giờ rớt rồi đó. Có ai đời mà vô mà chùm áo mưa vậy không? Có chùm nước vậy nè ông nội. Đừng im, để nó làm nó là hàng độc. Hàng độc, hàng lạ, không giống ai. Khách vô đây là phải chiều theo chủ nha. Có chùm cái gì kệ người ta. Tiệm khác người ta làm chỉ có một khăn thôi, ở đây người ta làm hai khăn. Trời hiểu không? Vậy nó mới bảo vệ được, hiểu không? Không có dính vô quần áo, thấy không? Đúng không? Đúng không? À. Có gội đầu hay có xịt cái gì hay là có làm cái gì đi nữa thì cũng không có dính vô cái đầm này nè, hiểu không? Giỏi. Đó, thôi là nó lại sáng tạo hơn nè. Nè nè, có 5 phút thôi nghe, đừng có nói nhiều quá nha. Làm sao cho tôi nở nụ cười đi. Bây giờ nhuộm tóc trước hay là em muốn làm gì? Em muốn làm gì? 16 tuổi tôi đã nói là làm sao mà muốn làm 16 tuổi. 16 tuổi hả? 16 tuổi chắc đi. Không có gội đầu sao mà tóc dứt dữ vậy bà nội? Trời ơi, trời đất ơi, giống như bị bệnh vậy, tóc bị bệnh. Cắt hoài không có được, tóc bị bệnh, xem qua đây. Ở đâu mày gắn sao đít cao vậy? Mày gắn sao vậy? Không phải, tại thấy mấy cái tiệm tóc á là mấy cái chỗ ngồi hay ta hay gắn ở dưới á. Cái ghế ngồi của bà chủ mà, chứ đâu phải là cái... Ê, đừng có nói là gắn ngay đít tôi nghe. Cái tiệm mà không có cái chỗ mà ghim điện vô làm sao mà làm tóc? Tại sao mà đi là xin việc đi hớt tóc mà không theo cái sườn măng tưa đi gắn vô? Đúng rồi. Vậy có điện không? Ai biết được, làm thử đi. Thôi, không có điện làm kiểu khác đi ha. Cái gì nữa vậy? Tụi em. Cái tiệm đồ sộ mà ba cái đồ dởm không à. Thiệt tình. Không có ra miếng nước nào hết trơn á, trời ơi. Ủa không ra. Bà phải mua mấy cái chai xịn này mới được chứ là không ra miếng nước nào. Trời. Chính vì vậy mới thử được tay nghề đó. Chưa, bây giờ ta đi. Trời ơi, mưa mà. Trời. Yên tâm, có hai cái áo mưa rồi chị hai. Không, anh làm một cái đầu thành hai cái đầu sao? Nữa hả? Sao chưa cái tiền nữa vậy? Đợi im, bây giờ ta đếm ngược nè. Khoan từ từ. Ta chưa đếm mà, từ 20 ta đếm ngược nữa lại là không có ten cái là như cái đầu xong 16 phải, tuổi cái tóc à. Này tóc này không có cứng lắm, tóc như là sơ dừa vậy đó à. Mình phải cái gì đây? Đây dưỡng. Trời ơi. Ủa sao nó chưa cắt mà nó dưỡng ta? Dưỡng trước đi cho nó thẳng ra mới cắt được. Bôi dưỡng sao? Bôi dưỡng sao vậy? Trời ơi, mày làm như đổ xà bông đầu người ta vậy? Bỏ ra cái gì nè? Mẹ nó muốn làm gì nó làm, cứ ngồi im đi, cưng nhiều chuyện quá ngồi im đi. Ê, bỏ nó lại sao đi? Cho nó yên cho rồi đi cho nó xong. Rồi mày ngồi yên đi. Rồi chưa? Rồi, làm đi con. Nhanh lên con. Rồi chưa? Tao đếm ngược nha. Khoan, tại tao bỏ gạo vô nồi cơm đây nè. Rồi, 5 phút. 1 5 phút. 20. Khoan, bà chủ 19. Ngồi. Bà chủ ngồi đi. Nè. Hả? Bởi vì cái mặt già là phải rồi, đây ngồi đi để con chải tóc cho bà. Được rồi. Không. Chỉ một là thấy được tay nghề của con. Không, cái kia trong quá trình chờ bên này thì con làm luôn cho bên này con chải đầu đẹp lắm. Con chải đầu đẹp lắm dạ. Đã bà bỏ ra đi để con chải cho bà nha đó. Khoan, để tao lấy ra, để tao đếm được 20 rồi. Rồi đó, bà ngồi im nha, đây nè. Đó, đây con chải đầu cho bà một hồi. 20. Tóc bà đẹp lắm. 19. 18. 17. Anh nóng quá. Ngồi em. Cho nóng quá. 15. Anh nóng quá nè. 13. Trời ơi, chị không nổi rồi. 11. 10.
ngờ lắm, bất ngờ lắm. Thiệt á, bất ngờ thiệt á. Thế ghê quá rồi. Ủa, khán giả nhìn thấy tao luôn nè. Không, không ơi. Kiểu này đẹp chứ bọn. Kiểu này đẹp. Trời ơi. Đó nè. Tao nói rồi nha. Đừng kinh nghi như bà điên. Đã. Nghệ sĩ thì làm nghệ sĩ thì tới tên nơi tới chốt đúng không? Diễn hay diễn giỏi rồi đúng không? Đi làm cái nghề uống tóc làm gì, phải học cái gì cũng phải học hành, tới đây tới chỗ mới làm được. Đâu có phải muốn làm là làm. Ghê quá. Ủa dạ nào. Phải. Cái này là ban tổ chức. Ban tổ chức kêu tôi bốc thăm thì tôi bốc trúng cái nghề gì thì tôi làm nghề đó. Mà anh hiểu không? Vậy thì nói ban tổ chức là coi như là em không có làm được. Ai biểu rồi. Rồi cô cố sát nói đi về. Tội ghê quá, mặt mày ghê quá. Thôi em đi chơi, đi chơi. Đây là chị nổi không? Cái nghề nào cũng phải học thôi đúng không quý vị? Anh Minh Chí không có học cái nghề này làm sao mà làm được. Chị biết rằng là đây là lần đầu tiên có một cái chương trình mới lạ như vậy, tức là dám lên ống kính, lên phim trường và có khán giả mà không hề có kịch bản, bởi vì cái tiết mục của Thanh Thủy là hoàn toàn ngẫu hứng và thích nghi cái sự nhanh nhạy và cái sáng tạo, cái dí dỏm, cái duyên dáng của diễn viên thôi. Chứ hồi đó giờ đều tất cả đều phải có một kịch bản, thậm chí là tập cả tháng trời. Minh Nhí rất là độc đáo, bởi vì các diễn viên hay dẫn chơi nhau thì nói là thuộc loại hàng độc, hàng lạ, chẳng giống ai hết. Mười lăm cộng 24, 15 là 39. 39, rồi. 125. 125 trừ cho 63 còn nhiêu? 125 trừ 63 120 trừ 60 là còn 60. 125 trừ 63 còn 62. 62. Còn bao nhiêu? 62. Rồi đúng. 27. 27 cộng 15. 27 cộng 15. 27 cộng 15 cộng 70 nữa. 27 cộng 15 cộng 70, má ơi. 27 cộng cho 70 là 27 cộng 70 là nhiêu ta? Là 99. 112. Chắc chưa? Chắc rồi. Chắc chưa? Không cho làm vậy lại nha. Không, chắc rồi. Rồi phải không? Rồi bây giờ còn cái cuối cùng nè. 88. 88 trừ cho 14. Trừ cho 14 chết cha. Cộng cho 43. Rồi rồi má ơi. 88 trừ 14 à. Trời ơi, cái gì? À, 88, khoan từ từ. Rối quá đi, 88 trừ cho mười mấy? Trừ cho 14. 88 rồi cộng thêm 43 là 74. 74 là cộng mấy nữa? 43. 74 cộng 43 là 117. Trời ơi, nữa. Trời ơi, nó cộng nó ba. Ôi, ta làm toán hay quá mà ta nhảy xấu quá. Trời đất ơi, làm toán thì quá hay mà nhảy thì quá dở. Mà hễ mà nhảy quá đẹp thì làm toán quá ngu. Ôi, một lúc ta làm hai trò là không được rồi. Còn bây giờ thì xin đại diện cho ban tổ chức xin gửi tặng đến cho bạn một món quà kỷ niệm của chương trình Hai Vị Tài Tứ Tuyệt. Oh. Ở trong cuộc đời của Minh Nhí á, thì hình như cái con số 8 là lặp đi lặp lại trong suốt từ lúc Minh Nhí còn nhỏ cho tới bây giờ. Vì hồi nhỏ là Minh Nhí là người con thứ 8 trong gia đình, thì lúc nào cũng như cái số 8 á, vẫn được mọi người trong gia đình kêu. Mọi người trong gia đình kêu 888 rồi mình biết là mình thứ 8. Lớn lên thì Minh Nhí lại cũng rất là yêu thích số 8. Và hình như là cái gì mà đến con số 8 là mình thấy mình hơn. Mình đụng vô con số 8 là mình thấy mình hơn. Cho nên cái số điện thoại của Minh Nhí cũng toàn là 8888. Người lớn nói là con số 8 là con số may mắn, là con số phát. Thì Minh Nhí lại càng thấy yêu thích con số 8 hơn. Cho nên là hình như trong cuộc đời Minh Nhí là con số 8 là con số mà Minh Nhí thích nhất. Thank you.
Vân thích ở Minh Nhí là cái sự đam mê của một người thầy á. Đối với học trò, Minh Nhí là một người hoàn toàn khác, là một người cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ khó tính, nhưng mà cực kỳ yêu học trò, thương học trò.